Đợt này mình về một con dòng chạy nè anh em. Hôm nay dòng chạy nha. Nếu mình chèn cái khúc bên Malay cho anh em xem dòng này dòng chạy, dòng chim này là dòng chạy nó cũng vip bến nha anh em. Nhưng mà mình chia sẻ với anh em nè. Cái dòng chạy này mình bắt cũng chèm chèm 20 triệu thôi. Chứ không có cái quá mà tới 7-80 triệu, cả trăm triệu, trăm mấy chục triệu đâu anh em. Không có chim mà giữ vậy đâu. Chim này là dòng chạy để nữa mình chèn khúc nó chơi bển rồi cho anh em xem. Cái bển thì mấy người Thái thì cũng thích cái dòng chim này lắm mà. Nhưng mà tại vì mình bắt chim của ông để cho mình lại một con giống này nè anh em. Người bên Thái nó cũng hỏi mua mà ông cũng để nha. Tại vì mình bắt của ông cũng lâu năm quá, ông nói ông bán gì cho mình là ông nói bên anh Thái gửi qua là bán mình nhiều thì nó mua nhiều mà nhà tại ông không bán, ông muốn để cho mình con chơi nha. Lần này nó về cái thùng mà mình thấy nó gửi cho mình đợt này, cái thùng mình thấy nó trong là cái thùng mà thấy nè, mà cái thùng mà bằng mũ nên mổ qua thử nè, để mình chèn cái khúc sao cho anh em xem. Con chim này nói chung chim là nó cũng không có cái đến đổi mà anh em nào bắt con chim mà 70 triệu qua 100 triệu đâu anh em. Mình thấy mình nghĩ cái dòng chim như mười mấy gần 20 triệu này mà nó chơi cái nước mà nó chơi nước bo nó chạy kiểu này mà anh em mua con chim mà 100-100 mấy chục triệu nó chơi cái tới mức độ nào nữa anh em, nó chơi còn hơn một cái máy nữa. Để mình bắt ra mình để cái khúc chèn nó vô khúc nó chơi khúc cho anh em xem nha. Chim này nó thật sự là mình bắt là mình nói thật với anh em là chưa đến 20 triệu, chưa tới, còn mấy trăm ngàn nó mới tới. Mổ ra nha, sau đợt này nó về bằng cái gỗ mới. Chứ mình bắt một cái con chim, một cái con dòng chạy mà nó nằm ở trong cái lồng vuông nha, nó nằm trong cái lồng bự, nó đang nhốt ở trong nhà, nhưng cái lồng của nó thả một con chim nó là cũng cả mét vuông bự hơn đó. Con một hả, ở bên Malay nó thả gì đó mà mình mua một con trong cái lồng đó, con dòng chạy. Còn cái con dòng chạy này là cái dưới một con chim mồi. Cái con dòng chạy này giá nó cũng không có rẻ đâu nha anh em, 7-8 triệu chứ không ít đâu. Giá nó là bằng cái giá của một cái con mồi thúc rù đó, một con mồi thằng chung của mình đó là thúc rù đó. Chứ đợt rồi mình về một con anh em, về 4 con đợt rồi đó, con nó bị cái chân nó quẹo gì nè anh em, con mồi. Anh em nào có nhu cầu bắt lại mình để con đó là nó 3 triệu, mình lấy tiền xe lại thôi, còn mình lỗ. Đáng lẽ con mồi đó là mình bán 7-8 triệu là. Nhưng mà cái giò nó bị cúm hết bên vậy nè, bây giờ nó hơi ngay ra được rồi. Còn anh em nào có nhu cầu á, thì muốn bắt con đó thì alo mình sẽ gửi clip cho anh em. Clip nó bên Malay, nó cũng đi gần rồi, nó kêu ngoài gần rồi, nhưng mà mình thấy cái giò nó quẹo quẹo, mình sẽ bán, mình lấy tiền xe lại nha anh em. Mình sẽ chấp nhận mình bán lỗ, mình lấy tiền xe lại. Anh em nào có nhu cầu bắt thì mình để cho 3 triệu. Anh em nào có nhu cầu mua thì alo mình ha. Mình bỏ nó giờ mình không cần, mình bỏ trong cái lồng 50 vuông rồi anh em, mình không có để trong lồng chằng. Có hôm mình để trong lồng chằng nó cũng đi tới đi lui tới lui, rồi mình thấy nó đi co nè, rồi mình bắt nó ra, mình lấy dầu mình tha dầu nó, mình kéo gãng gãng bóp bóp vậy nè. Nãy giờ mình thấy giò nó cũng hơi đỡ ngay rồi, nhưng mà có thể con chim này đi về chừng tuần 2 tuần nữa có thể là nó ngay ra được, nhưng mà mình không khẳng định được là ngay không băng được nha anh em. Anh em nào có nhu cầu bắt thì điện mình, người nào đi trước thì mình giao người đó nha anh em. Con chim đó là mình sẽ lấy tiền xe lại 3 triệu thôi. Tiền xe thì nói chung là nó không có tới 3 triệu, một con thì nó nằm cũng khoảng chìm chèm 2 triệu anh em. Một con là về tiền xe từ bên Thái qua, từ Malay qua Thái, rồi từ Thái về Việt Nam, từ Việt Nam về nhà mình nó tiền tốn tùm lum hết trơn, nó cũng 1 triệu mấy, gần 2 triệu bạc một con á. Mình sẽ bán con chim đó lại, mình sẽ lấy tiền xe lại nha anh em. Đồng ý bán con chim đó lỗ đẹp, nhưng mà mình chấp nhận bán, mình sẽ bán nè. Con này là trong cái lồng chằng, đi trong cái lồng vuông nè anh em. Chim này trong cái lồng vuông, con ngựa chạy trong lồng vuông. Bây giờ mà nó cũng chưa có mang dây nữa, thôi mình nữa mình
Hồi này con mồi chơi luôn đây nè. Con mồi nó nghe nó chơi luôn nè. Đó anh em nghe không? Kêu nè. Con mồi chạy. Con này là cái con này chạy. Nó chơi luôn nè anh em nghe không? Chung cuộc cái này là hơi nguy hiểm lắm anh em, thọt vô bắt chứ rất là nguy hiểm nha. Chim này bự con lắm, rất nguy hiểm. Cú cú cú. Nói chung nữa mình chèn lấy khúc của con chim bù chạy này cho anh em xem nha. Chim thì ai cũng nói được chứ anh em, ai cũng nói muốn mua giá nào mua anh em được chứ anh em. Cũng có người nói gì nè anh em. Có người đăng lên nói thấy nhập chim nhóc trơn vậy chứ chim đâu có ra gì, bắt chim gì tầm bảy tầm bạ gì chơi không được. Rồi mình không đăng la chim lên mà mình có chim ngon. Chim trên đời này chưa biết chim nào ngon, chưa biết chim nào hay đâu nghe anh em. Ai cũng nói chim mình hay hết, nhưng mà mình để cho anh em người ta khẳng định được con chim hay hay không á là để người chấm á, mới biết chứ còn mình thì mình nuôi mình nói chim mình là lúc nào cũng hay, ai cũng nói vậy. Mình không có dành mấy giọng mà chim nó là con chim hay chim quýt. Nói chung dòng chim mình không có chim nào quýt chứ nghe nè. Chim thì chơi được bình thường vậy thôi chứ không có quýt, không có chim quýt mà con chim hay nhất. Vậy nó quá mạnh nè, ớn quá. Mà thọt vô bắt này cũng phải ớn lắm đó. Mình bắt dính mình mới dám cắt nha nè, mới dám cắt cọng dây ra nha. Tôi có màn cái phèn ở bên Mà Lai số 20 nè. Chúng mình không thích cái hang này cho mấy. Mình lấy hột quẹt mình hơ cái đầu nó mới được anh em, cái đầu này nó vô ra nè, mắt hơ mình bóp lại vậy nè nó mới vô được. Thank you.
thấy không nè. Mình nghĩ con dây nó cũng xịn, nó đem con dây nhỏ xíu. Rồi anh em nào nó có để anh bắt con mồi cái giò nó bị ấy ra cho anh em xem nha. Cái giò nó bị nè. Nè. Con mồi nè nghe anh em, mồi lỡ bển nè nghe anh em, mà giò nó bị sượng vậy nè. Bữa đó nó bị kẹt cái cánh này nè. Thôi bây giờ mình nói vậy nè, anh em nào bắt thì bắt đi. Mình để anh em 2 triệu rưỡi thôi. Bắt đi. Mình bán bằng thua con chim trong cái lồng ma quy mình đó. Tại vì mình thấy cái giò này nó gãy rồi mình cũng không có làm gì được đâu. Anh em nào dưỡng được, chơi được thì chơi. Con này là con mồi lỡ nha anh em. Anh em nào mua thì có clip, mình gửi cái clip qua cho anh em xem. Nó bị sượng cái giò nó hơi ốm chim mình nghe nè, ốm rồi nè. Bữa đó đi về nó kẹt giò ăn không được, ế cái cò luôn. Bữa nay mạnh rồi nó đỡ rồi nè. Về bữa nay 3 ngày rồi. Cái giò nó gì nè anh em nè. Anh em nào mua thì điện trước mình nha. 2 triệu thôi. Đi 2 triệu rưỡi chứ. 2 triệu rưỡi. Anh em nào bác thì bác. Anh em nào điện trước thì mình giao cho anh em đó nha anh em. Rồi nghe gì mình đem vô nha. Nè cái giò nó gì nè nha. Nhưng mà anh dẫn con mồi này là con mồi nhập Malaysia nha anh em. What?